Xin chào bà con nông dân, hôm nay mình muốn chia sẻ một sản phẩm mới cực kỳ hữu ích cho việc bảo vệ cây trồng. Apendelta 2 chuẩn tán EC thuộc trừ sâu chuyên trị bộ xít muối và repsap. Bà con mình đều biết bộ xít muối và repsap là hai loại sâu bệnh, đáng ghét đúng không nào? Chúng hút nhựa cây, làm cây còi cọc, năng suất kém hẳn. Nhưng đừng lo, Apendelta 2 tán EC sẽ giúp bà con giải quyết vấn đề này. Ngon ơ, Apendelta 2 chuẩn tán EC có hoạt chất mạnh, diệt sâu bệnh nhanh mà lại an toàn cho cây trồng. Bà con chỉ cần pha loãng với nước theo đúng hướng dẫn rồi phun đều lên cây là sẽ thấy hiệu quả rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn thôi. Đặc biệt, Apendelta 2 trồng tán EC không chỉ diệt sạch sâu bệnh hiện tại mà còn giúp phòng ngừa chúng quay trở lại nữa. Nhờ vậy, cây trồng luôn khỏe mạnh, cho năng suất cao. Lưu ý quan trọng này bà con, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các biện pháp an toàn khi dùng thuốc nhé. Bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình là trên hết. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và cách sử dụng Apendelta 2 của mình tán AC, bà con truy cập vào trang web daplant.vn nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con mùa màng bội thu. Nhớ like và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về nông nghiệp nha.